Hầu hết chúng ta chờ đủ tiền mới mua bất động sản, hay nói cách khác là chờ đủ tiền mới mua nhà để ở riêng. Nói thế cho nó chi tiết. Anh chị em thân mến, là nếu mỗi gia đình chúng ta ăn tiêu rồi, chi phí rồi, để ra được 10 triệu một tháng, một năm là để ra được 120 triệu, và 10 năm là để ra được 1.2 tỷ. Như vậy sau 10 năm thì chúng ta mới mua được cái nhà 1.2 tỷ. Nhưng anh chị em thân mến, rằng là nếu như 10 năm sau cái nhà 1.2 tỷ mà chúng ta định mua bây giờ ấy, nó không phải là còn 1.2 tỷ nữa, mà nó nhân 3, nhân 5 lên. Vậy thì nếu tư duy như thế thì chúng ta muôn đời không thể mua được nhà để mà ở riêng. Anh chị em thân mến, có đúng không ạ? Xu hướng của chúng ta hầu như là như vậy, đúng không ạ? Kể cả những người thu nhập cao, một tháng ăn tiêu rồi để ra 20 triệu hay là 30 triệu mà chúng ta cứ chờ đủ tiền thì mới mua bất động sản, thì muôn đời không thể mua được anh chị em ạ. Vậy thì muốn mua được thì chúng ta phải dùng đòn bẩy. Đó là gì? Vay mượn của người thân, vay mượn của ngân hàng anh chị em ạ. Và có câu nói là trong cái quyển sách Bí mật tư duy triệu phú của ông TH Cơ, đó là đừng chờ đủ tiền mới mua bất động sản, mà hãy mua bất động sản và chờ tiền về. Một tư duy đầu tư rất là tuyệt vời anh chị em ạ. Vậy thì rất nhiều người, khi mà chúng tôi nói về cái việc đầu tư bất động sản thì nhiều người thắc mắc là không có tiền thì đầu tư kiểu gì. Và anh chị em thân mến, rằng khi mà tôi ngày xưa thì tôi cũng giống như hầu hết anh chị em, tôi cũng nghĩ rằng không có tiền thì đầu tư thế nào được. Và khi tôi đã ngộ ra rằng tôi được đi học về các cái bí quyết đầu tư bất động sản, thì thật sự ra rằng nếu đầu tư với cái mảnh đất vừa vừa thì về cơ bản chúng ta không cần phải bỏ tiền ra, không cần có tiền thì chúng ta vẫn có thể đầu tư bất động sản được, bằng cái việc mà chúng ta huy động vốn từ gia đình, từ bạn bè, và 70% từ ngân hàng. Nếu chúng ta huy động vốn được một mảnh đất 1 tỷ, chúng ta chỉ cần có 300 triệu thôi, 300 triệu thôi là chúng ta đã có thể đầu tư bất động sản được rồi, mua được cái mảnh ngôi nhà 1 tỷ. Vậy thì chúng ta hãy mua từ bây giờ để trả nợ dần, hay là của chúng ta hay gọi là chưa gọi là hình thức là đầu tư trước và chi phí sau. Chúng ta, nếu cái câu chuyện là như thế này anh chị em ạ, trong cái thời gian mà chúng ta trả nợ đó, cái mảnh đất của chúng ta lại bất ngờ nó tăng giá lên gấp đôi, gấp ba, thậm chí là gấp 10, thì chúng ta vô hình chung chúng ta đã giàu rồi, đúng không ạ? Bỏ đồng tiền lẻ và đổi lấy đồng tiền chẵn, có phải không anh chị em? Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video của trước ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.